nhóm công cụ tạo hiệu ứng thì bây giờ còn có 5 công cụ, 6 công cụ, đó là drop shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude. Chắc là hôm nay chúng ta cũng không thể giới thiệu hết tất cả những cái nhóm này đâu. Chúng ta sẽ cố gắng là làm quen một nửa các cái công cụ trong nhóm này. Đầu tiên là chúng ta nói về công cụ extrude. Extrude thì nó là công cụ giúp chúng ta tạo ra một cái môi trường 3D giả ở trong Corel. Đấy, thao tác thì nó cơ bản như thế này. Tôi chọn một đối tượng. Sau đó thì tôi sẽ chọn công cụ extrude. Các bạn có hai cách. Một là các bạn chọn preset sổ danh sách này ra. Sau đó thì các bạn trỏ chuột vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó giới thiệu cho chúng ta một vài cái cách, một vài cái góc để làm extrude cho đối tượng. Bằng cách bấm vào một cái preset cho sẵn ở đó thì cái đối tượng của chúng ta sẽ được giả lập từ đối tượng hai chiều thành đối tượng ba chiều như thế này. Hoặc nếu không thì các bạn có thể làm trực tiếp, có nghĩa là các bạn chọn công cụ, sau đó bấm trực tiếp vào đối tượng này và kéo theo cái hướng chúng ta muốn. Buông chuột ra, các bạn sẽ nhận được một cái khối hình ba chiều như thế này. Ở đây thì có mấy vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Một là điểm tụ. Đấy chính là cái dấu x này. Dấu x này các bạn đặt vào đâu thì cái khối của chúng ta nó sẽ tụ về điểm tụ. Đấy, gần, xa, đúng không? Cao, thấp. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái góc độ extrude của đối tượng. Thứ hai nữa là cái giá trị deep, độ sâu của cái khối này khi mà nó từ hai chiều nó thành ba chiều. Thì các bạn quan sát ở đây, các bạn thấy một cái con trượt là hình chữ nhật trắng ở đây. Các bạn kéo về phía cái tâm trắng ở đây thì là hình của chúng ta nó sẽ mọc đi. Còn nếu chúng ta kéo nó về phía điểm tụ thì cái khối của chúng ta nó sẽ trở nên sâu vào phía trong. Nó sẽ liên quan tới cái giá trị này, cái giá trị deep ở trên thành property. Các bạn có thể kéo trực quan hoặc các bạn có thể gia giảm tham số ở đây. Thế thì cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy là cái khối hình của chúng ta thì nó được phát sinh ra từ cái đối tượng chính. Đấy, và để mà tạo ra được cái đối tượng này thì nó sẽ lấy từ diện tích của cái hình chính, sau đó thì nó làm sâu vào theo cái tham số mà chúng ta chỉ định, và nó lấy luôn cái màu của cái bề mặt đối tượng chính đó để nó làm màu cho cái khối của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể thay đổi màu như thế này. Bấm vào Extrusion Color ở trên thanh Property. Các bạn sẽ có ba cái tùy chọn như thế này. Mặc định đầu tiên thì là Use Object Fill, tức là sử dụng chính cái màu tô của cái đối tượng gốc mà tô cho cái phần mới phát sinh. Tiếp nữa thì chúng ta có Use Solid Color. Trường hợp này thì nó cung cấp cho các bạn khả năng là thay màu cho cái phần độ sâu phát sinh. Thay vì sử dụng cũng cái màu đỏ giống như cái bề mặt chính này thì chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta chọn một màu khác thì cái khối của chúng ta phần độ sâu sẽ được tô bằng màu mới, không liên quan gì tới cái màu gốc ở đối tượng chính nữa. Thế còn trường hợp thứ ba là trường hợp User Color Shading. Trường hợp này thì nó sẽ mô tả cho chúng ta về cái độ sâu của đối tượng, độ sáng tối của đối tượng, và lúc này thì nó sẽ tô cho chúng ta theo cái cách là tô chuyển. Một mặt nó vẫn sử dụng cái màu gốc của cái đối tượng chính, và một mặt thứ hai nữa thì nó tạo cho chúng ta thêm một cái màu tô chuyển. Từ cái màu tô chuyển này thì chúng ta sẽ có cảm giác là nó có cái độ sâu vào phía trong, càng sâu ra thì nó càng nhỏ và nó càng tối đi, giống như là trong thực tế khi mà chúng ta quan sát một cái đối tượng nào đó mà có chiều sâu nó hút vào phía xa. Thế thì đây là ba cái tùy chọn để mà chúng ta can thiệp về màu của các đối tượng khi mà chúng ta làm extrude. Ngoài ra thì can thiệp vào cái khối hình này thì chúng ta có mấy cách như sau. Nếu các bạn bấm vào bề mặt chính thì nó vẫn khai báo với chúng ta là đây là cái đối tượng chính với các thuộc tính cơ bản,
đó là rectangle. Nhưng mà đây các bạn để ý một tí, nếu tôi chọn một rectangle bình thường thì nó sẽ khai báo với chúng ta cái gì? Nó chỉ khai báo là rectangle on layer 1 thôi đó. Nhưng nếu mà tôi bấm vào đây thì nó lại khai báo là control rectangle on layer 1, có nghĩa là cái vật này không chỉ đơn thuần là một cái hình chữ nhật mà nó còn là cái đối tượng chính để điều khiển những cái thứ khác nữa. Điều khiển cái gì? Điều khiển chính là cái phần mà phát sinh là cái độ sâu này. Các bạn cũng có thể, nếu mà không tô, các bạn không tô màu thì nó sẽ cho các bạn cái khối, nhưng mà lúc này nó là gì đấy ạ? Nó không có màu. Thế bây giờ cái này vốn dĩ cái điều khiển chính này nó là hình chữ nhật. Bây giờ nếu mà tôi thay đổi những cái tham số này thì sao? Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khối mà stream nó cũng sẽ thay đổi theo. Vật chủ thay đổi thế nào thì cái khối phát sinh nó cũng sẽ thay đổi theo như thế. Đấy, chúng ta có thể làm cho nó là hình khối nhưng mà nó lại có cái độ vát tròn nó này. Trông bây giờ thì trông hơi giống cái ổ bánh mì. Đó. Thế còn cái gì nữa khi mà chúng ta can thiệp? Đây, bấm vào đây thì nó khai báo là Extrude Group on Layer. Đấy các bạn nhớ nha, bấm vào mặt chính thì nó gọi là control rectangle hoặc là control gì đó, tức là đối tượng chính để phát sinh ra một cái hiệu ứng. Thế còn nếu mà chúng ta bấm vào đúng cái phần mà đã phát sinh rồi thì nó khai báo là Extrude Group. Bây giờ chúng ta can thiệp một số thứ như sau. Bình thường khi tôi chọn một đối tượng thì nó sẽ xuất hiện cái tay nắm điều khiển màu đen bao xung quanh, đúng không? Bấm thêm vào một lần nữa thì nó sẽ cho phép chúng ta là quay hoặc là kéo xiên, vân vân. Thế còn cái này có làm được thế không? Bấm một lần xuất hiện những tay nắm điều khiển, bấm lần nữa quay được không? Quay được, cũng như là một đối tượng bình thường. Nhưng nếu mà một cái đối tượng này mà tôi bấm 3 lần thì sao? Thì lúc này nó sẽ xuất hiện một cái mô hình 3D ảo, nó cho phép chúng ta quay trong một cái không gian ảo như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy lúc này tôi quay được cả cái khối này trong một không gian 3 chiều ảo. Thế và ngoài cái việc là xoay để mà quan sát một cái góc độ trình bày của khối đấy, rồi thì bấm vào cái điểm này để gia giảm cái độ dày mỏng của khối, hoặc là bấm vào đây ạ, bấm vào cái điểm điểm tụ để mà thay đổi góc, thì các bạn còn có thêm một vài cái cách thức xử lý khác nữa. Ví dụ như là để xoay, thay vì là làm trực quan thì các bạn có cái lệnh này Extrude Rotation. Bấm vào biểu tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái hình giống như là một cái khối số 3 ấy. Đấy. Tại sao lại là số 3? Tại vì nó giúp chúng ta là phân biệt được là đâu là trên, đâu là dưới, đâu là trái, đâu là phải. Cái chỗ khuyết này là tương ứng với là cạnh bên trái, chỗ liền là cạnh bên phải. Đó. Thế còn nhìn cái số mà nó có cái hướng như thế này thì chúng ta biết được đâu chỗ nào là bên trên, chỗ nào là bên dưới. Thế còn mặt trước mặt sau thì nó phân biệt bằng màu. Mặt trước mặt chính là nó sẽ dùng màu đỏ, mặt lưng nó sẽ dùng màu xanh. Cho nên tôi chỉ cần quan sát cái màu ở trên cái khối mô hình này thì tôi sẽ biết được là cái khối này của chúng ta đang bị xoay theo mặt nào, hướng nào. Và bằng cách là bấm vào và xoay chuyển cái khối mô hình này thì các bạn sẽ thấy ngay cái khối mô hình này nó xoay đến đâu thì cái hình của chúng ta nó cũng xoay góc trong không gian ảo giống hệt như thế luôn. Đây là cách làm trực quan. Thế còn một cách khác nữa là chúng ta bấm vào cái biểu tượng 3 chiều ở góc dưới bên phải của cái hình này. Khi bấm vào đây thì thay vì ra một cái mô hình rất là trực quan như là cái số 3 vừa rồi thì các bạn sẽ thấy chúng ta có ba trục X, Y và Z. X, Y thì quen thuộc rồi, đấy là trục ngang và trục dọc của hình ở trong cái tọa độ 2 chiều. Còn trục Z là trục ảo mới phát sinh khi mà chúng ta tạo ra cái khối 3 chiều đó bằng cách là gia giảm các tham số này. Thì các bạn có thể là gì đấy ạ? Xoay trở cái khối này trong không gian ảo đó. Nên nếu không quen thì thôi lại bấm vào đây để quay trở về cái thao tác xoay lật trực tiếp ở trên mô hình. Còn nếu các bạn muốn
giả về cái trạng thái gốc ban đầu khi đối tượng vừa mới được phát sinh ra thành khối 3 chiều, thì bấm vào biểu tượng bên trái này cho tôi. Nó sẽ giả về đúng cái trạng thái gốc ban đầu trước khi mà chúng ta xoay lật bằng cái nhóm lệnh SQ Rotation. Thế ngoài cái vấn đề mà xoay lật rồi thì sâu nông của khối, màu thì chúng ta vừa mới đề cập, nhưng mà thực ra thì trong màu này nó vẫn còn một yếu tố nữa mà chúng ta có thể là cần phải đề cập tới. Đây, chúng ta sẽ xem thêm một cái yếu tố này nữa. Đây, bấm vào cái phần Extrusion Color thì chúng ta thấy rằng là ở dưới này còn một trường nữa nhưng mà chưa hề được kích hoạt lên. Nó có tên là Bevel Color. Thế Bevel là cái gì ở trong cái khối này thì chúng ta lại phải làm quen với cái icon bên cạnh. Thì nó có tên là Extrusion Bevel. Bấm vào đây, nó sẽ mở ra một cửa sổ cho phép chúng ta làm việc theo cái kiểu là Bevel. Bevel vừa nãy tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Đây, quay trở lại cái này. Đây, đây chính là bevel, đúng không? Một cái đang phẳng, chúng ta làm cho nó dày bề mặt lên, vát lên như thế này, thì cái khái niệm này gọi là bevel. Bây giờ chúng ta xem cái bevel ở trong cái khối này nó là cái gì nhá. Thì các bạn bấm vào biểu tượng này. Trước hết là các bạn cần đánh dấu vào cái ô này cho tôi là use bevel, chấp nhận là làm việc với lại cái bevel này. Sau đó thì các bạn có hai cách. Một là các bạn ra giảm tham số là bevel deep và bevel angle. Bevel deep là gì? Cái độ sâu nhiều hay là ít. Thế còn bevel angle là cái độ vát của cái bề mặt nhiều hay ít. Các bạn có thể ra giảm bằng cách là ra tham số ở đây, hoặc các bạn làm trực quan cho tôi. Bấm vào cái biểu tượng này và bắt đầu kéo vát lên. Đây. Muốn làm cho nó vát cao hay là thấp thì kéo lên trên hay xuống dưới. Đó, đây. Thế còn độ vát nhiều hay độ vát ít thì các bạn kéo nghiêng vào trong nhiều hay là kéo xòe ra ngoài. Thế đây là bevel cho một cái khối. Và ngoài ra thì các bạn còn có một cái tùy chọn nữa là show bevel only. Trường hợp này nếu tôi đánh dấu thì nó sẽ giấu biến luôn cái khối extrude đi, mà nó chỉ để lại cái bề mặt chính đã được làm bevel dày lên phía trên. Và bây giờ chúng ta mới quan sát, quay trở lại với lại cái hộp thoại extrusion color. Một khi nó đã phát sinh ra cái bevel thì lúc này cái ô này mới có quyền kích hoạt. Vừa nãy chúng ta chưa có bevel thì ô này không hoạt động được. Các bạn bấm vào đây để kích hoạt tiếp cái màu lên. Thì về mặt mặc định nó cũng giống như extrude, tức là nó sẽ lấy màu của cái bề mặt gốc để nó tô cho phần deep cũng như là phần bevel làm nổi lên. Tuy nhiên là nếu mà tôi đã đánh dấu vào đây thì tôi có quyền là chọn một màu khác. Lúc này chúng ta sẽ có một cái khối hình làm nổi lên mà màu mè chúng ta có thể thiết lập riêng, không liên quan gì tới cái hình gốc nữa, màu hình gốc nữa. Thế còn nếu mà tôi hủy cái này ở bên bevel đi, đúng không? Tôi hoặc là đánh dấu bỏ show bevel only thì chúng ta lại nhìn thấy cả khối phía sau. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái use bevel đi thì lúc này nó lại chỉ nhìn thấy cái đối tượng đã được extrude mà nó giấu cái phần bevel đi. Tiếp nữa, chúng ta có thêm một cái tùy chọn là Extrusion Lighting. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta mô phỏng là đặt cái khối hình của chúng ta vào trong một không gian. Và trong không gian đó thì có sáng tối, có nguồn sáng ở trong đó. Ở đây các bạn nhìn thấy là màu mè nó đều như nhau, đúng không ạ? Mặt trước và tất cả các cái bề mặt mà chúng ta làm Extrude nó đều lấy một màu giống hệt nhau, không đậm, không nhạt, không có sắc độ, không có cái sáng tối trong này hết. Tuy nhiên nếu mà chúng ta kích hoạt cái lệnh là Extrusion Lighting thì các bạn sẽ thấy một cửa sổ nhỏ nhỏ này được mở ra
Trong này các bạn sẽ nhìn thấy một cái mô hình ba chiều đơn giản, rất rất đơn giản, và kèm theo đó là ba cái line bubble, ba cái bóng đèn đó, được đánh dấu lần lượt là 1, 2, 3 bằng cách nhấn vào một bóng đèn. Các bạn bắt đầu kích hoạt một cái nguồn sáng lên và các bạn sẽ thấy là có sự chiếu sáng, có sự khuất sáng và có sự đổ bóng ở trong cái mô hình này để chúng ta hình dung. Và bằng cách bật đèn lên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hình này của chúng ta nó sẽ được chiếu sáng và trông nó sẽ khác biệt đi. Tôi có thể gia giảm cái tham số này, intensity này, mật độ chiếu sáng. Các bạn có thể tắt hay bật cái này thì nó sẽ làm cho cái nguồn sáng của chúng ta nó thay đổi đi. Và bây giờ nếu như mà tôi chuyển đó, các bạn cũng sẽ thấy rất là rõ vị trí thay đổi thì cái màu mè nó cũng thay đổi theo. Cái bề mặt chính khi mà ánh sáng mạnh nó đập vào thì nó bị bạc đi, trong khi là các cái mặt thông hoặc là mặt đỉnh như thế này thì các bạn thấy là do không được chiếu sáng nữa thì nó sẽ bị tối mò như thế này. Cái này thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái vấn đề là cái con trượt này chúng ta kéo đến đâu và có đánh dấu cái phần useful color range này không. Đấy, thì nó sẽ làm cho cái thể hiện ở trên cái khối nó thay đổi đi. Các bạn có thể bật nhiều đèn một lúc được. Khi mà chúng ta mới nhấn thì bao giờ cái đèn được kích hoạt lên nó cũng sẽ nằm ở góc phải phía trên của mô hình. Các bạn thích thì các bạn có thể kéo sang vị trí khác này, kéo từ phía sau, kéo ở hông, đặt ở dưới chân. Đấy, những cái điểm nào các bạn kéo được thì các bạn thử một chút thì các bạn sẽ biết ngay là chúng ta có thể kéo được đến đâu. Đấy, còn không thích đèn nào nữa thì các bạn lại bấm giảm vào cái đèn đó thì nó lại tắt đèn đi. Thế đấy là giả lập về cái mô hình không gian có ánh sáng cho cái khối hình ba chiều này. Thế và nếu mà bây giờ tôi muốn thì tôi cũng có thể là copy cái thuộc tính này. Ví dụ như là tôi chọn một cái khối này, một cái hình này, tôi cũng muốn làm cho nó dày lên. Và bây giờ tôi không muốn thao tác nữa mà tôi muốn nhại theo một cái khối nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh như sau. Bấm chọn công cụ. Biểu tượng copy này thì rất quen thuộc. Tất cả các thuộc tính copy nó đều sử dụng cái biểu tượng này. Bấm vào đây. Xuất hiện một cái mũi tên đen chỉ vào cái khối đã được làm extrude. Lập tức nó sẽ học theo cái kiểu làm khối của cái đối tượng mẫu và nó cũng sẽ làm cho cái đối tượng vừa chọn nó biến đổi từ đối tượng hai chiều thành ra đối tượng ba chiều với chiều sâu extrude và phía sau. Và như vậy là chúng ta đã có một cái khối hình ba chiều ảo nữa. Tuy nhiên đến đây đã hết vấn đề chưa? Chúng ta có thể bóc tách ra này, hủy bỏ hiệu ứng, thì các bạn nhìn thấy cái biểu tượng biển cấm ở phía sau này. Chọn cái đối tượng nào mà có cái thuộc tính extrude này rồi, các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hủy bỏ cái phần hiệu ứng extrude đã gắn cho đối tượng và nó giảm về cái đối tượng hai chiều như lúc ban đầu. Thế còn nếu mà trường hợp đặc biệt hơn nữa, chúng ta muốn thì chúng ta có thể là tách cái hiệu ứng này ra khỏi cái vật chủ. Tách thì không dùng ở đây mà chúng ta lại quay trở về với lệnh Ctrl K thần thánh mà chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Trong Corel thì cứ tháo là chúng ta lại gọi tới lệnh Ctrl K này. Này, bấm. Thì chúng ta được cái gì? Chúng ta tách bỏ cái mặt chính này ra. Và sau đó thì chúng ta sẽ còn lại là những cái mặt phát sinh. Đấy. Bình thường ra trong cái trường hợp mà thông thường thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ nhìn được một lúc là tối thiểu là một mặt đó, nếu như mà chúng ta nhìn trực diện vào một cái mặt nào đó, đó có thể nhìn hai mặt. Nếu như chúng ta lại nhìn ngang mà ở góc hơi xéo một chút thì chúng ta sẽ nhìn được một lúc hai mặt. Đấy. Còn nếu mà chúng ta nhìn ở một góc hơi cao hoặc hơi thấp thì chúng ta sẽ nhìn tối đa một lúc được 3 mặt. Thế thì tùy vào cái lúc mà chúng ta tháo dỡ cái bề mặt phát sinh với lại cái đối tượng chính ấy, thì đang đặt ở cái trường nhìn nào thì các bạn sẽ tháo ra được từng cái đối tượng. Ở góc này chúng ta nhìn thấy 3 mặt thì chúng ta sẽ tháo ra được 3 đối tượng như thế này. Tháo tiếp này, ungroup tiếp này,
thì tôi sẽ được cái gì? Một mặt này, đấy, hai mặt này, đó, và mặt chính. Thế còn ví dụ như bây giờ tôi xoay cái thằng này nhá, tôi xoay thằng này, bây giờ tôi chọn là cái chế độ là nhìn từ đâu đây, đây đây là ba mặt này, ba mặt ở dưới này. Ví dụ trong trường hợp này chẳng hạn thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy hai thôi, đó, chỉ nhìn thấy hai thứ thôi, một mặt chính và một mặt này. Bây giờ tháo dỡ nhá, object control K, đây nhắc ra một mặt. Nó sẽ cho chúng ta tùy từng góc độ của một mà nó sẽ cho chúng ta thấy được những cái gì. Còn như cái thằng này chẳng hạn thì chúng ta tháo ra được cái gì? Một đối tượng này. Hai này, ba này, bốn này, năm. Mặt sau, mặt hậu là không bao giờ có nhé, mặt ván hậu là không bao giờ có, tại vì về mặt nguyên tắc cái thằng chính này là đã che và không, chúng ta không nhìn thấy được cái mặt hậu rồi, cho nên là các bạn tháo ra. Trong trường hợp này là đây là maximum là chúng ta sẽ tháo ra được 5 đối tượng đấy, nếu như chúng ta tách nó ra. Còn các trường hợp khác thì có thể ít hơn tùy vào cái góc độ nhìn của chúng ta. Thế đến đây đã hết các vấn đề mà chúng ta cần trao đổi về cái SQL này chưa? Chưa hết đâu, chúng ta còn một cái cực kỳ quan trọng nữa như thế này. Một cái đối tượng khi mà SQL thì nó phụ thuộc vào cái điểm tụ. Đó. Điểm tụ nó nằm ở đâu thì nó sẽ dẫn tới là cái khối của chúng ta nó sẽ được trông như thế nào. Bây giờ các bạn quan sát lại, tôi tạo ra một khối. Bây giờ tôi lại làm một khối nữa. Tôi cũng làm cho nó thành khối 3 chiều như này. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp các cái khối này lại với nhau. Ví dụ tôi muốn đặt cái khối này lên trên khối này. Bây giờ bắt đầu lại thấy phát sinh ra vấn đề. Và nó vênh nhau, nó không nằm được vào với nhau. Lý do vì sao? Lý do vì mỗi hình này nó lại có điểm tụ khác nhau. Và điểm tụ là cái gì? Thì đây chúng ta nhắc lại. Đây, nó là cái điểm X này. Đó. Hay là chúng ta gọi nó là cái vanishing point. Đó. Vanishing point. Đây, nó viết tắt là VP. Vanishing point. Thế bây giờ làm thế nào để mà chúng ta can thiệp hoặc là chúng ta điều chỉnh để cho những khối hình này nó có thể sắp được vào nhau? Hai chiều chúng ta đã gióng, chúng ta đã xếp các hình vào với nhau rồi, đúng không? Bây giờ trong môi trường giả lập ba chiều, tôi cũng muốn là sắp các khối này vào với nhau thành một cái tổ hợp nào đó. Đấy. Thế mà bây giờ làm thế nào để cho chúng ta có thể là giải quyết được cái vụ này? Thì bây giờ chúng ta cần phải quan tâm tới cái giá trị VP này. Hiện tại bây giờ nếu mà tôi sổ danh sách này ra thì các bạn sẽ thấy có vài tùy chọn như thế này. Mặc định của chương trình chúng ta sẽ có là VP Look to Object, có nghĩa là cái điểm tụ hay là chúng ta gọi là Vanishing Point nó sẽ khóa cứng luôn vào đối tượng. Chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Nếu như chúng ta xem ở trong cái preset này thì các bạn sẽ thấy là khi mà tôi chọn từng cái góc độ nhìn thì chúng ta sẽ nhìn thấy là tùy theo góc nhìn chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trước này, mặt trái này, mặt đỉnh này. Bây giờ tôi nhìn ở đây SQL top chẳng hạn, tôi chỉ nhìn thấy mặt đỉnh và mặt chính này. SQL top right này thì tôi nhìn thấy là đỉnh, mặt chính và hông bên phải. Bottom, SQL bottom right thì tôi lại nhìn thấy mặt chính, mặt đáy và hông bên phải. SQL bottom tôi chỉ nhìn thấy cái đáy và mặt chính. SQL bottom left thì lại nhìn thấy mặt đáy, mặt chính và hông bên trái. Có nghĩa là khi mà tôi thay đổi góc nhìn của tôi thì tôi có thể nhìn thấy hoặc mặt nọ hoặc mặt kia của đối tượng. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta sẽ thấy một điều hơi vô lý thế này. Là gì đấy ạ? Cái trang giấy ở đây,
đúng không? Bây giờ tôi kéo cái khối này sang phía bên phải. Về mặt nguyên tắc, nếu trong trong thực tế mà cái khối này nó tôi đứng yên, đúng không? Mà đối tượng được dịch sang phía bên phải thì tôi phải nhìn thấy hông bên trái của nó. Nhưng không, trong trường hợp này chúng ta vẫn nhìn thấy hông bên phải như thường, đúng không? Ví dụ tôi kéo góc này lên cao thì về lý tôi phải nhìn thấy cái đáy của nó chứ. Nhưng lúc này chúng ta vẫn nhìn thấy bất biến, tức là tôi vẫn luôn luôn kể cả cái đối tượng này chạy lên rất cao rồi tôi vẫn không nhìn thấy cái đáy của nó, mà vẫn nhìn thấy đỉnh, vẫn nhìn thấy hông bên phải. Trong khi đáng ra ở góc độ này tôi phải nhìn thấy hông bên trái của nó, tôi phải nhìn thấy cái mặt đáy của nó rồi. Lý do rất đơn giản là vì là cái VP này nó bị khóa luôn vào đối tượng. Đấy, đối tượng dịch đi đâu thì cái VP đó nó dịch theo. Do đó thì đây chỉ là một cái trường hợp cứng ban đầu để cho chúng ta dễ tiếp cận, chúng ta dễ làm việc để tạo ra các khối thôi. Còn nếu mà muốn cho nó có một cái góc độ mà thay đổi giống như trong thực tế thì chúng ta lại phải làm lại một cái thiết lập. Đó là đừng để cái VP lock to object nữa, mà chúng ta sẽ để nó là VP lock to page. Khi tôi để cái tùy chọn VP lock to page thì page là cái đối tượng đứng im, và khối khi mà dịch thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy nó khác biệt. Đó, đây, bây giờ tôi dịch này, các bạn nhìn thấy làm sao đấy? Vừa nãy ở góc độ này coi như là tôi đang đứng nhìn thẳng hơi phía trên và nhìn sang bên trái để nhìn thấy khối này, thì tôi nhìn thấy mặt trên, mặt chính và mặt hông bên phải. Nhưng bây giờ nếu mà tôi dịch đến một độ nào đó, tôi sẽ chỉ nhìn thấy hai mặt thôi. Tôi đứng hơi cao cho nên tôi nhìn thấy một phần đỉnh, và tôi đứng thẳng phía trước nên tôi nhìn thấy mặt chính. Còn nếu mà tôi dịch thêm nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta nhìn thấy mặt đỉnh, mặt hông trái và mặt chính. Và bây giờ cũng giống như tôi mô tả, đúng không? Nếu như mà tôi hạ thấp xuống thì tôi nhìn thấy nhiều đỉnh hơn, nhưng nếu mà tôi nhấc lên cao thì sao? Tôi phải nhìn thấy đáy của nó mới đúng. Đó, thế thì lúc này do cái điểm tụ nó đứng im và vật dịch chuyển thì tôi bắt đầu có thể nhìn thấy các mặt nó giống trong thực tế hơn. Đấy. Tuy nhiên bây giờ thì tôi có thể là thay đổi, việc thay đổi cái này có làm cho các cái khối này nó ngồi vào được cùng nhau không? Cũng vẫn không, tại vì một thằng này thì đang VP lock to object và một thằng thì VP lock to page. Thằng đỏ vẫn là lock to object, có nghĩa là nó chạy đi đâu thì nó chạy. Đây, bây giờ tôi đặt hai thằng cùng nhau, các bạn sẽ thấy là rất buồn cười, đúng không? Như thế này thì trông hơi hơi được một tí, nhưng nếu tôi dịch ra đây, tôi dịch ra đây, rõ ràng cùng một góc nhìn như thế này mà lúc thì tôi nhìn thấy cạnh bên phải, lúc tôi nhìn thấy cạnh bên trái. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lại phải làm thêm một cái thao tác là tôi phải điều chỉnh nó là gì đây? Ví dụ như là copy VP from hoặc là share vanishing point, một trong hai cái này. Nếu tôi dùng copy, nó sẽ cho tôi một cái mũi tên này và tôi chỉ vào một khối, lập tức nó sẽ copy, nó học theo hoàn toàn luôn cái góc độ phối cảnh của thằng kia. Lúc này thì do hai thằng đã copy cùng một cái phối cảnh, cùng một cái điểm tụ rồi, thì lúc này các bạn sẽ thấy chúng ta có thể đặt một cách dễ dàng hai cái khối này nó khớp vào với nhau. Đấy, ăn rồi. Bây giờ thì chúng ta mới xếp chồng các cái thùng hàng hay là những cái viên gạch này lên cùng nhau để thành một cái thể thống nhất trong một cái môi trường 3D ảo được. Còn nếu mà mỗi thằng lại đi theo một cái phối cảnh khác nhau, mỗi thằng có một điểm tụ khác nhau, mỗi thằng có một cách nhìn khác nhau thì tuyệt đối không thể nào chúng ta sắp xếp nó vào thành một cái khối, một cái thể thống nhất giữa các cái khối ảo 3 chiều này được. À, thế còn một cái nữa đó là gì đấy ạ? Share vanishing point. Đó, thì chúng ta chia sẻ, đó, chúng ta chia sẻ các cái góc nhìn thì bằng cách như thế này, thì các bạn di dịch thế nào đi nữa thì nó cũng ăn tiền, nó vẫn đi cùng với nhau, lại khớp vào với nhau. Thì đấy là một vài cái vấn đề mà chúng ta có thể trao đổi với nhau khi mà chúng ta có nhu cầu làm ảo một cái không gian 3 chiều của nó ở trong Corel. Tuy nhiên luôn luôn có sự so sánh giữa các chương trình với nhau. Thì tôi cũng nói luôn, Corel giúp chúng ta làm được các cái vấn đề mà liên quan tới 3 chiều ảo như này, nhưng mà nếu mà so sánh thì đây là cái phần tương đối kém nếu mà so sánh giữa cái 3D mà làm cho Corel.
làm trong Corel với lại 3D làm trong Illustrator, thì riêng cái phần 3D thì Corel là kém kém hẳn so với lại cái Illustrator. Illustrator nó làm phong phú hơn, nó điều khiển tốt hơn và nó làm được nhiều vấn đề hơn đối với một cái khối hình 3D ảo ở trong cái môi trường 2D. À, như vậy là chúng ta đã giới thiệu qua được cái một cái công cụ và giúp chúng ta là ảo hóa từ một cái đối tượng hai chiều sang thành một cái đối tượng giả lập ba chiều ở trong Corel Draw. Các bạn là có thể thử nghiệm một chút, sau đó tôi lại tiếp tục giới thiệu tiếp đến những thứ tiếp theo.